Thầy Minh Myelin xin chào tất cả bạn và các em. Chào mừng tất cả bạn và các em đã quay trở lại với Luyện Não Sáng Sớm. Và ngày hôm nay là ngày 7 ngày 7 điểm số 02. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi thầy Minh nhiệt tình và comment trả lời đáp án. Việc đó là cái việc mà là nguồn động lực nhé. Mà nguồn động lực không hề nhỏ với thầy Minh. Thầy chào ABCD nhé. Thầy chào Trần Đức Tài Anh. Thầy chào Trịnh Thu Phương. Năm nay nó sẽ có câu thực tế khoảng một tầm từ 1 đến 4 câu em nhé. 1 đến 4 câu. Trần Đức Tài Anh bảo là nay muộn thế, em đợi mãi. Thông cảm nhé, hôm nay thầy xét máy hơi lâu. Ok ạ. Bắt đầu nhé. Bắt đầu từ hôm nay thì Luyện Não Sáng Sớm chúng ta sẽ có một cái đoạn ôn lý thuyết ở đầu để giúp cho các bạn nhớ về lý thuyết sâu hơn một chút, rồi chúng ta bắt đầu học. Ok ạ. Ôn lý thuyết nhá. Ôn lý thuyết rồi mình bắt đầu học các em nhá. Nào. Bắt đầu. Ôn lý thuyết quan trọng. Chúng ta có những cái lý thuyết rất là quan trọng mà chúng ta cần ôn. Đấy. Sáng nay thì thầy sẽ nói cho ông ta về những sai lầm khi học hóa. Những sai lầm. Những sai lầm khi học hóa. Những sai lầm thường gặp hay gặp. Đấy. Rất là kinh khủng nhá. Số 1 ạ. Là có rất ít cái tên được để ý, nhưng mà những cái tên này lại hay là thi nhá. Những cái tên mà ít được để ý. Những cái chất mà ít để ý dẫn đến là hay sai. Thì cái chất đầu tiên đây là cumen. Cumen. Nghe cái tên nó lên tất cả. Cumen. Đầu tiên cumen. Cumen. Công thức phân tử C9H12. Công thức cấu tạo vòng benzen này kết nối với gốc isopropyl. Đấy, đây là cumen nhá. Hello, thầy chào Võ Thanh Hoàng. Xin chào các bạn và các em. Chúng ta đang ôn lại lý thuyết thứ hai. Thứ hai là axit tereftalic. Axit tereftalic. Đấy, đúng không? Nhiều bạn hay quên anh này. Đây công thức đây. COOH HOOC. Đúng không? Đánh dấu cộng ở đầu đi cho bạn dễ nhớ đi. Acid adipic. Acid adipic cũng là cái anh mà các bạn hay quên. HOOC CH2 4 lần COOH. Đấy. Các bạn lấy vở ra ghi nhá. Mà nếu bạn nào mà không có vở ghi thì nhớ lưu lại. Thứ ba. Thứ tư là hexa methylene diamine. Đấy, những cái chân mà các em hay quên nhiều nhất. Hexa methylene diamine H2N CH2 tất cả 6 lần NH2. Ok chưa? Đấy. Rất là mong muốn tất cả bạn và các em chia sẻ lại buổi học này lại về tường và tác giúp thầy Minh tất cả bạn của các em vào đây ạ. Thứ 5. Thứ 5 là vinin cyanua. Vinin cyanua. CH2 nối đôi CHCN. Cuối cùng metin met acrylat. Metin met acrylat C nối đôi C gạch C gạch COO CH3. Vân vân. Còn nhiều chất nữa. Thầy chào Quân đang học nhá.
À, còn nhiều chất nữa, nhưng đây là một trong số những cái chất mà chúng ta hay quên. Đấy, đây là cái anh số 1. Chúng ta đang sang anh số 2. Dạng câu hỏi các chất tác dụng với dung dịch nào mắt loãng chúng ta cần phải chú ý nhá. Số 2, dạng câu hỏi. Dạng câu hỏi mà các chất tác dụng với anh NaOH loãng nhá. Nhiều bạn cũng rất hay sai phần này. Nhiều bạn cũng rất hay sai phần này. Đây Khánh Tâm nhá. Cáp đi em. Nhưng mà cáp không nổi đâu, mình phải xe lại, xe lại thì sẽ không bao giờ bị trôi. Thứ nhất, sai sót đầu tiên mà đa số các bạn hay gặp phải, đó là các bạn nghĩ rằng, cho rằng là CR2O3 và SiO2 thì tan ở trong đó nó loãng. Đấy, thì cái đấy là sai đầu tiên. Bởi vì gì ạ? CR2O3 và SiO2 chỉ tan trong NaOH đặc. Được chưa? Không tan trong NaOH loãng. Đấy. Các bạn nhớ chưa? Nhớ chưa? Đây là hóa của tất cả các lớp. Sai sót thứ hai đó là các bạn quên rằng Si nhá. Các bạn quên rằng Si cũng có khả năng tan trong NaOH. Si Al Zn thì đều tan trong NaOH loãng. Đấy, đây gọi là vá hồng hóa học nhá. Vá hồng hóa học. Ok không? Bạn nào muốn coi lại thì lên YouTube thầy Minh Myelin hóa học nhá. Đấy, mình có này. Thứ ba là các hydroxit lượng tính hay gặp. Mình có là 5 hydroxit lượng tính hay thi. 5 hydroxit lượng tính. 5 hydroxit lượng tính hay thi. Anh đầu tiên anh hay gặp nhiều nhất là anh AlOH 3 lần. Rồi đến anh thứ hai là anh CrOH 3 lần. Rồi anh thứ ba là anh ZnOH 2 lần. Và những anh chúng ta dễ quên nhất là PB OH 2 lần và Sn OH 2 lần. Được chưa? Đấy. Các bạn lưu ý nhá. Đây là những thứ mà các bạn dễ bị nhầm khi cho tác dụng với NaOH, được chưa? Vậy bây giờ sau khi mà nắm vững được những cái điều này rồi, thầy chào Đạt nhá. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chiến để không bao giờ bị sai lầm nữa. Rồi. Chào mừng tất cả bạn và các em đến với luyện não sáng sớm ngày thứ 37. Và hôm nay là 7 ngày 7 điểm ngày số 2. Và bắt đầu từ ngày mai mở đầu thì thầy Minh sẽ luôn luôn sẽ có cái đoạn nhắc lại lý thuyết cho các em. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã ủng hộ thầy Minh. Hãy nhiệt tình chia sẻ cũng như comment đáp án cùng thầy Minh nhá. Câu số 1, chất nào xoay được loại chất béo? Gì nhỉ? Triolin. C. Triolin. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án C. Câu 2. Kim loại nào sau đây tác dụng với COS4 mà lại tạo thành Cu? Tác dụng với COS4 mà lại tạo thành Cu. Ag không đẩy được Cu. Ba có tác dụng nhưng tạo thành kết tủa. Na cũng vậy, chỉ có Zn đẩy được Cu thôi. Zn cộng với lại Cu2 cộng thì tạo thành Zn2 cộng cộng Cu. Ok nhá. Câu số 3. Phân tử khối của saccharose. Saccharose của chúng ta là C12H22O11. Nên phân tử khối của nó bằng bao nhiêu? Phân tử khối nó bằng bao nhiêu? 342 các em nhé. 342
42, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu 4, phân tử polymer nào sau đây có chứa nitơ? Câu số 4 ạ. Phân tử polymer nào sau đây có chứa nitơ? Phải thật nhanh em ạ. Phải thật nhanh. Thì mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như chia sẻ buổi học này về tường. Hãy nhanh tay comment đáp án này, bởi vì đây là một buổi học free. Phân tử polymer nào sau đây chứa nguyên tố nitơ? Anh gì ạ? Polyhexamethylenadipamide B bỏ. Quá dễ, đúng không? Câu số 5. Câu số 5, thủy phân hoàn toàn hỗn hợp phenylacetat CH3COOCH6H5 và etinacetat CH3COOCH5 trong dung dịch NaOH. Trong dung dịch NaOH kem nhá, thì thu được sản phẩm hữu cơ gồm thủy phân trong NaOH thì chắc chắn là chỉ thu được CH3CONa C6H5ONa và C2H5OH. Vậy mình thu được hai muối và một ancol. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án A. Rất nhiều bạn đã bị lừa ở câu rất nhiều bạn đã bị lừa ở câu số 5 này. Xin chân thành chia buồn với tất cả các bạn đã comment sai. Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời các em nhé. Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời. Ở đây chúng ta chỉ thu được hai muối thôi, được chưa? Hai muối thôi và một lần cột. Dã man chưa? Câu số 6. Câu số 6 ạ. Câu số 6 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Câu số 6 chúng ta chọn đáp án nào ạ? Cho lượng khí CO dư đi qua hỗn hợp các oxit ở nhiệt độ cao thì CO nó chỉ khử được các oxit đứng sau Al. Các bạn nhớ nhé, CO nó chỉ khử được các oxit đứng sau Al. Vậy nó sẽ khử được CuO tạo thành Cu, Fe2O3 tạo thành Fe, MgO giữ nguyên. Vậy hỗn hợp chất rắn thì chứa kim loại nào? Thì chứa Cu và Fe. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án A kèm nhé. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án A. Câu số 7 ạ. Câu số 7. Công thức của sắt sunfit là. Câu số 7. Công thức của sắt ai sunfit. Công thức của sắt ai sunfit ạ. Fe SO3 các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Rồi. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn D ạ. Tuyên dương Nguyễn Đạt, tuyên dương Cù Quỳnh Như, tuyên dương Nguyễn Đình Trung, tuyên dương Cấn Trang, tuyên dương Phương Thảo, tuyên dương Nguyễn Trí Thanh, tuyên dương Hiển, tuyên dương Nguyễn Thị Minh Luyến, tuyên dương Văn Luân. Câu số 8. Cho các chất X tác dụng dung dịch NaOH thu được CH3CONa và CH3OH. Vậy chất X chúng ta là CH3COCH3. CH3COCH3 thì nó sẽ là gì ạ? Metin acetat D. Metin acetat. Quá đơn giản. Câu số 9. Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo tỷ lệ phần trăm về khối lượng của. Độ dinh dưỡng của phân kali thì được đánh giá theo tỷ lệ phần trăm về khối lượng của. Của anh nào? Của anh K2O nhá. Đáp án chính xác chúng ta đáp án C. Câu số 10 ạ. Câu số 10 phải thật nhanh các em ạ. 10 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Chất nào do đây tác dụng HCl mà không sinh ra khí? Các bạn lưu ý nhá. Tác dụng HCl mà không sinh ra khí. Ba sinh ra khí H2, CaCO3 sinh ra khí CO2, Fe sinh ra khí H2, vậy không sinh ra khí, chỉ có A, MgO thôi. Chỉ có A, MgO mà thôi các em ạ. Câu 11 ạ. Câu 11 ạ. 11 ở đây đề bài hỏi chúng ta là công thức của hydroxit kim loại kiềm thổ. Kim loại kiềm thổ là hóa trị 2 nên hydroxit của kim loại kiềm thổ nó phải là ROH 2 lần. Câu 12. Khử 32 gam hỗn hợp CuO Fe2O3 bằng H2 thu được 9 gam H2O, số mol H2O bằng 9 chia cho 18 bằng 0,5. Vậy khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là, ta sẽ có là số mol H2O thì chính bằng số mol oxy trong oxit. Vậy ta sẽ có khối lượng hỗn hợp kim loại thì bằng khối lượng của oxit trừ đi khối lượng của oxy trong oxit. Đúng không ạ? Và hoàn toàn tại đây chúng ta sẽ bằng khối lượng của oxit chúng ta là 32 trừ khối lượng oxy trong oxit là 0,5 × 16. 32 mà trừ đi 0,5 x 16 thì bằng bao nhiêu? 32 trừ đi 0,5 x 16. 32 trừ đi 0,5 x 16 bằng 24. 24
Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C, 24g. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C, 24g các em nhá. Phải thật nhanh các em ạ. Những câu này phải thật nhanh. Câu 13. Chất nào sau đây tác dụng H4 đặc nóng? 13. Chất nào sau đây tác dụng H4 đặc nóng? Dư sinh ra khí F2. Thế thì điều kiện để mà tác dụng với lại H2O4 đặc nóng dư mà sinh ra được khí SO2 thì khi và chỉ khi cái chất đấy số xóa nó chưa phải là cao nhất. Vậy ở trong này mình sẽ có một anh mà số xóa chưa phải cao nhất, đó là F3O4. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án C. Câu 14. Trong công nghiệp thì kim loại nào sau đây được điều chế bằng phát điện phân dung dịch? Điện phân dung dịch thì tuyệt đối không sử dụng để điều chế cho các anh kim loại đứng trước anh AL. Ca bỏ, Na bỏ, Mg bỏ, nên đáp án chính xác chúng ta là đáp án A, Cu. 15 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? 15 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Trong cây xanh tinh bột được tổng hợp nhờ phản ứng quang hợp, đúng. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucose, đúng. Trong dịch NH3 glucose khử AgNO3 thành Ag. AgNO3 thể hiện tính oxy hóa, glucose thể hiện tính khử, thì đúng là khử rồi. Trong môi trường axit, glu và fructose chuyển hóa lại cho qua lại nhau, sai, nó phải là môi trong môi trường gì? Nó phải là trong môi trường kiềm cơ nhá. Vậy sai chúng ta là 15, đáp án D. Quá dễ dàng đúng không ạ? 16 ạ. Chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với Luyện Não Sáng Sớm cùng thầy Minh Mialin. Chương trình Luyện Não Sáng Sớm ngày hôm nay đã là ngày thứ 37 liên tục thầy Minh dạy chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em. Và thầy Minh xin hứa rằng là thầy Minh sẽ sát cánh bên cạnh tất cả các bạn và các em từ hôm nay cho đến tận hôm các em thi. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình ủng hộ thầy Minh Mialin. Và hôm nay là chuỗi 7 ngày, 7 điểm, số 02. Câu 16. Cặp chất nào sau đây vừa tan trong dịch HCl, vừa tan trong dịch NaOH dư? Đấy. Thì chắc chắn IA là MgOH 2 lần là sai. Không được. IC là MgOH 2 lần, bỏ. IC là CaCO3, bỏ. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có đáp án D thôi. NaHCO3 và Al2O3. Câu 17 ạ. Câu 17. Khi cho N2CO3 vào dịch chứa chất nào sau đây thì tạo ra chất khí? N2CO3 vào dung dịch chứa chất nào sau đây ạ? Thì tạo ra chất khí. Các bạn lưu ý nhé, tạo ra chất khí. Thế thì tạo ra chất khí thì N2CO3 tác dụng HCl thì nó sẽ khinh sinh ra khí CO2. Nên đáp án chính xác chúng ta là đáp án C. Câu 18 ạ. Cho chất X tác dụng với NaOH thu được, vậy chất X chúng ta sẽ là CH3COOC2H5. Đáp án chính xác là đáp án C. Câu 19. Số nguyên tử carbon trong phân tử sắt carbonơ. Carbon trong phân tử sắt C12H22O11. Vậy số C ở bên trong này là có 12 anh. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A, 12 anh. Câu 20. Công thức của ancol etylic được pha chế trộn vào xăng. Ancol etylic là C2H5OH. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. 21. Thực hiện phản ứng trắng bạc hoàn toàn, Mg glucose thu được 10,8g Ag. Ta tìm được số mol Ag là bằng 0,1. Vậy mình suy ra được số mol glucose, 1 glucose cho mình 2 Ag, đúng không ạ? Vậy mình sẽ suy được số mol glucose bằng 0,1 chia cho 2 bằng 0,05. 0,05 mà nhân với lại 180. 0,05 mà nhân với lại 180. 0,05 nhân 180 bằng 9g. 9g vậy đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án D các em nhé. 22. Polymer thuộc loại tơ thiên nhiên là 22. Polymer nào thuộc loại tơ thiên nhiên ạ? Thiên nhiên thì đơn giản quá các em nhỉ. Thiên nhiên thì quá đơn giản. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta là gì ạ? Đáp án chính xác câu 22 đó là tơ tằm. Câu 23. Khi đun nóng bột AL thì phản ứng với chất nào sau đây ạ? Câu 23. Khi đun nóng bột AL phản ứng được với chất nào sau đây? Comment thật nhanh đáp án nào các em. Sáng hôm nay là sáng chủ nhật và cũng là buổi sáng ngày thứ 37 chúng ta chiến đấu sát cánh cùng bên nhau. Và hôm nay cũng là cái ngày thứ hai mà thầy Minh dạy cái chuỗi 7 ngày 7 điểm. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi và tham gia chiến đấu cùng thầy Minh. Bột AL phản ứng được với chất nào sau đây? Bột nhôm ạ. Bột nhôm thì nó phản ứng với S đúng không? AL cộng với S tạo thành Al2S3. Câu 24. 3,1g thì ta sẽ tìm được số mol của metinamin là 0,1 mol. Thì tương ứng phản ứng với HCl là 0,1. Vậy ta sẽ có M muối. Chính bằng M của amin cộng với M của HCl. M amin bằng 3,1, M HCl bằng 0,1
cộng 36 nhân 36,5. Đấy. Ta sẽ có là 3,1 cộng với lại 36,5 nhân 0,1 bằng bao nhiêu? 6,75 gram. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B các em nhé. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án B. Câu 25 ạ. Phản ứng nào sau đây tạo ra muối sắt 2? Câu 25 ạ. Phản ứng nào sau đây tạo ra muối sắt 2? FF 3 lần tác dụng HCl thì tạo thành muối sắt 3. FE tác dụng HCl thì tạo thành muối sắt 2. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Câu 26. Vật liệu có CaSO4 ngậm H2O dùng để đạn tượng bó bột khi gãy xương còn được gọi là thạch cao. Thạch cao gì ạ? Thạch cao nung các bạn nhé. Đáp án chính xác là đáp án C. 27. Hòa tan Mg/Al trong H4 loãng thu được khí H2, số mol là 0,15 mol. Vậy suy ra số mol của Al là bằng 0,1. Đúng ạ? Vậy mình tìm được khối lượng là bằng 0,1 nhân với 27. 0,1 nhân 27 thì bằng 27 gram. 2,7 gram. Đáp án chính xác là đáp án A. 28. 28 ạ. 28 đáp án gì các em? Chất là sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl. Thì đấy, anh này vậy thì có tính lượng tinh đúng không ạ? Mình nhìn thấy đáp án C, vừa có nhóm COH vừa có nhóm NH2, anh này là alanin. Vậy thì nó chắc chắn tác dụng cả vừa với NaOH và HCl. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Câu 29. Kim loại nào sau đây tác dụng đối với nước thu được dung dịch kiềm? Bạn lưu ý ạ. Kim loại nào mà tác dụng đối với nước thu được dung dịch kiềm thì nó chỉ có thể là kali. Kali tác dụng với nước thì mình sẽ thu được KOH cộng với lại H2. 30. Công thức của sắt 3 hydroxit. 30. Công thức của sắt 3 hydroxit là FeOH 3 lần. Đáp án chính xác là đáp án D. Câu 31. Nung 8,8 gam hỗn hợp CuMg trong O2 thu được 12 gam hỗn hợp X chỉ chứa các oxit. Vậy mình có này. Khối lượng của oxy trong oxit thì chính bằng khối lượng của oxit trừ đi khối lượng của hỗn hợp kim loại. Khối lượng của oxit bằng 12, khối lượng hỗn hợp kim loại là 8,8. Vậy nó sẽ bằng 12 trừ 8,8. 12 trừ đi 8,8 thì bằng 3,2. Và hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ tìm được số mol oxy trong oxit. Mặt khác ta có 1 oxy trong oxit thì ăn 2H cộng thì số mol oxy trong oxit bằng 3,2 chia 16 bằng 0,2. Vậy số mol H cộng chúng ta sẽ là 0,4. 0,4 mà chia cho 1 thì bằng là 0,4 lít, tương ứng với lại 400 ml. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 32. Câu 32. Trộn bột kim loại X với bột Fe2O3 thu được hỗn hợp tecmit dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Vậy kim loại X là X thì chắc chắn là Al đó, đúng không? Chúng ta trộn bột, trộn nhôm với lại Al2O3, Fe2O3 để hỗn hợp thu được hỗn hợp tecmit. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta là đáp án D. Câu 33. Câu 33 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh các em ạ. Thủy tinh hữu cơ plexiglass. Đấy, thủy tinh hữu cơ thu được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? Thì thủy tinh hữu cơ thu được từ phản ứng điều chế anh metin mesh acrylase. Đáp án đúng là đáp án D. 34. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại. Câu 34. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là Mn cộng chuyển thành M. Đúng không? Vậy anh này thì tính oxy hóa. Vậy thì nó phải là bị khử hay là phải là khử các cation kim loại. Đáp án chính xác đáp án A. A là đáp án chính xác các em nhé. Hello hello hello, xin chào tất cả các bạn và các em. Chào mừng tất cả các bạn và các em đến với buổi live luyện não sáng sớm được diễn ra liên tiếp là vào 5 giờ 15 phút hàng ngày, và ngày hôm nay là ngày thứ 37 thầy trò chúng ta sát cánh bên nhau và chiến đấu cùng với nhau. Ngày hôm nay là ngày mà thầy Minh sẽ luyện tập cho các em trong cái chuỗi 7 ngày 7 điểm. Chuỗi 7 ngày 7 điểm này hôm nay là ngày thứ 02. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là comment cũng như là ủng hộ thầy Minh bằng cách chia sẻ lại buổi học này. Thầy Minh rất là mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ lại buổi học này giúp thầy Minh, bởi vì đây là buổi học free. Cảm ơn tất cả các bạn và các em rất nhiều, và nhớ là nhanh tay click vào nút chuông và nút theo dõi thầy Minh để không bỏ lỡ bất kỳ một buổi live nào nhá. Câu 35 ạ. Một loại nước cứng khi đun sôi để mất tính cứng, vậy nó là nước cứng tạm thời. Trong loại nước cứng này hòa tan những chất, đó là đáp án A, đúng không? Nước cứng tạm thời. Ok ạ.
Câu 36. Bạn Thanh Phúc chắc là bạn mới học thầy Minh rồi. Thầy Minh luôn luôn có phần đếm nhưng mà phần đếm là ở cuối buổi học của mỗi buổi sáng em nhé. Câu 36 ạ, amino acid X có phân tử khối bằng 75 thì nó là glycine. 37 ạ, kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất? Kim loại mà có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất thì nó là wolfram. B. 38. Nguyên nhân gây ngộ độc là do khí nào sau đây? Thì nguyên nhân gây ngộ độc đó là do khí CO. Đáp án A. 39. Để bảo vệ chân cầu bằng thép ngâm trong nước sông. 39 ạ. Để bảo vệ chân cầu bằng thép ngâm trong nước sông, người ta gắn vào chân cầu phần ngập trong nước thành kim loại gì? Thì thành kim loại kẽm. D. 40. Đốt cháy 0,1 mol 1 ST X no đơn chức mạch thở thu được 4,48 lít CO2, số mol CO2 là 0,2. Vậy suy ra số C của X nó là C2H4O2. Vậy số H của nó là 4. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhá. 40 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. 41 chất không phải axit béo. B. Axit acetic không phải axit béo. 42 chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Mình có monosaccharide là glu và fructose đúng không em? Vậy mình sẽ có đáp án chính xác là đáp án B. Glucose là monosaccharide. 43 chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1? Amin bậc 1 là nó sẽ có nhóm NH2. Vậy amin bậc 1 là đáp án C ạ. Ca5NH2. 44 số liên kết peptide trong phân tử 1, 2, 3. Ta có 3 liên kết peptide thì đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Bỏ. 45 ạ. Một số chất bốc cháy tiếp xúc với chất X. Vậy chất X là, các bạn lưu ý cho thầy rằng là bốc cháy. Thì vậy chất X chúng ta nó chỉ có thể là CrO3. CrO3 đáp án đúng đáp án B. 46. Có bao nhiêu chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polymer? Có bao nhiêu chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polymer? Propylene tạo thành polypropylene là 1. Buta-1,3-dien để tạo thành cao su buna là 2. Ethyl chloro không được. Propyl format không được. Vậy mình chỉ có 2 chất thôi. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Bạn nào chưa follow thầy Minh thì nhớ click vào nút follow để không bỏ qua bất kỳ một buổi live nào cùng với thầy Minh nhá. Các bạn nhớ nhá, bởi vì sắp tới đây thầy Minh sẽ live stream rất nhiều chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em. Câu 47, chiều mai là chúng ta sẽ có buổi học từ lúc 14 giờ xuyên suốt đến 17 giờ, 3 tiếng liền thầy Minh sẽ chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em. Chiều mai thôi. Câu 47. Hơi thủy ngân rất độc. Bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thủy ngân rồi gom lại đó là lưu huỳnh. Đúng không? Lưu huỳnh do lưu huỳnh phản ứng với thủy ngân ở ngay điều kiện thường. HG cộng với S tạo thành HGS, phản ứng này sẽ là ngay điều kiện thường. 49. Kim loại nào sau đây độ cứng lớn nhất? Như thầy Nên Minh vẫn nói, độ cứng lớn nhất đó là carut. Carut đó là B, CR. 49. Chất nào sau đây tác dụng được với metinamin tạo ra muối? Metinamin là CH3 NH2. Đúng không ạ? CH3 NH2 thì chắc chắn nó sẽ chỉ có thể tác dụng được với HCl thôi. Do metinamin chúng ta nó có tính axit yếu nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án gì? 50. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau? Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau? Đồng phân là có cùng công thức phân tử và khác công thức cấu tạo. Vậy mình sẽ có là canh là đồng phân của nhau thì nó là đáp án B. Chung công thức là C2H6O. Đúng không? 51. Ở nhiệt độ thường thì chất nào sau đây tan tốt trong nước? 51. Ở nhiệt độ thường thì chất nào sau đây tan tốt trong nước? Nhiệt độ thường thì cái anh mà tan tốt trong nước nó chỉ có thể là anh AlCl3 mà thôi đúng không em? 52. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ? 52. 52. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ? Quỳ tím chuyển thành màu đỏ thì khi và chỉ khi đó là dung dịch mà có tính axit nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. 53. Thủy phân 1,71 gam saccharose. Số mol saccharose là 1,71 chia cho 342. 342. Số mol bằng 5 × 10^3. 5 × 10^3. Hiệu suất 2% thu được 0,72 gam glucose. Số mol glucose bằng 0,72. 0,72 chia cho 180. Số mol glucose chúng ta bằng 4 × 10^3. Vậy hiệu suất của phản ứng sẽ bằng 4 × 10^3 chia 5 × 10^3 nhân với 100% thì bằng ạ. 4 chia 5 bằng nhân 100 bằng 80%. 80% mới đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 80% các bạn chú ý nhá. Câu 54 ạ, trong hợp chất Na2CrO4 thì chrome sẽ có số hóa là dương 6, đáp án đúng đáp án D. Câu 55.
55 đáp án gì ạ? Phải thật nhanh các em ạ. Phải thật nhanh. 55 ạ. Cho M gam, cho MG vào dung dịch Fe2S4 3 lần là Fe dương 3 dư. Đến khi phản ứng hoàn toàn thì mình sẽ thu được MG2 cộng và Fe2 cộng. Do Fe3 cộng dư nên MG, nên MG hết. Bây giờ tụi này cho tác dụng với NaOH dư thì chắc chắn mình thu được kết tủa mình chỉ gồm có MgOH 2 lần và FeOH 2 lần mà thôi. Đúng không ạ? MgOH 2 lần và FeOH 2 lần. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ MgOH 2 lần và FeOH 2 lần. Câu 56. Câu 56 ạ. Sản phẩm của phản ứng giữa kim loại nhôm với khí clo. Sản phẩm của phản ứng giữa kim loại nhôm với khí clo. Al mà tác dụng với lại Cl thì mình thu được AlCl3, nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B các em nhé. Đáp án chính xác chúng ta đó là đáp án B. Câu 57 ạ. Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch kiềm thu được khí H2 và muối? Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch kiềm thu được khí H2 và muối? Thì các anh, kim loại tác dụng dung dịch kiềm mà thu được khí H2 và muối đấy thì nó chỉ có thể là Na thôi. À sorry, chỉ có Al, bởi vì Al tác dụng với NaOH thì mình sẽ thu được là Na AlO2 cộng H2 vậy lên. Các em lưu ý nhá. Được chưa? Nhớ kỹ đấy. Câu 58. Cho M gam Mg phản ứng O2 dư thu được 8 gam oxit. Oxit chúng ta là oxit MgO. Số mol là 8 chia cho 40 thì bằng 0,2. Vậy số mol Mg là 0,2. 0,2 mà nhân với lại 24 thì bằng 4,8, nên đáp án chính xác chúng ta đó là đáp án D các em nhá. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án D. Câu 59. Kết quả thí nghiệm các dung dịch XYZT của các thuốc thử được ghi lại ở bảng sau. Dung dịch XYZT lần lượt là X tác dụng Y2 tạo thành có màu xanh tím. Nhá. Vậy đây là chất chỉ thị Y2, chất chỉ thị của hồ tinh bột, bỏ lòng trắng trứng. Z tác dụng với CH2 lần trong môi trường kiềm có màu tím. Vậy đây là phản ứng bioRe thì nó phải là lòng trắng trứng. Được chưa? Lòng trắng trứng, lòng trắng trứng, lòng trắng trứng. Z có khả năng trắng gương, anilin không được, đúng không? Ok chưa? Anilin không được, lòng trắng trứng không được, vậy chỉ có glucose thôi. Cuối cùng à, T và nước brom kết tủa màu trắng. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Câu 60. Câu 60. Chúng ta đang bước vào những câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta đang bước vào những câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Và thầy Minh rất mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em comment đáp án thật nhiệt tình hơn nữa để ủng hộ thầy Minh ạ. Bởi vì ngày hôm nay là ngày thứ 37 thầy Minh dậy sáng sớm chiến đấu cùng với tất cả các bạn và các em. Cho dãy các chất sau. Cho dãy các chất sau. Số chất trong dãy tác dụng hòa tan ở với CO2 lần ở nhiệt độ thường, ở điều kiện thường thì tristerin không được, glucose xác là được, tripeptide là được, anilin là không. Vậy mình chỉ có hai chất thôi. Đúng chưa? Câu 61. Thực hiện 5 cái thí nghiệm sau. Thực hiện 5 cái thí nghiệm sau. Số nghiệm thu được kết tủa thì đầu tiên mình có Fe2 cộng vào Ag cộng, chắc chắn mình thu được kết tủa Ag. Một cháu NH3 dư vào AlCl3 chắc chắn thu được kết tủa AlOH 3 lần. Hai cháu. Ba vào COS4 chắc chắn mình thu được kết tủa BaSO4 và cả kết tủa COOH 2 lần nữa. Đúng không? Ba cháu. BaCO3 vào NaHS4 chắc chắn mình thu được kết tủa BaSO4. Bốn cháu. NH4NO3 vào KOH thì không thu được kết tủa nào cả. Nhá, không thu được kết tủa nào cả. Vậy đáp án chính xác của chúng ta ở đây là 4. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 62. Câu 62. Cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là 62. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là: ở điều kiện thường thì benzen amin là chất lỏng và dễ tan trong nước. Ở điều kiện thường thì benzen amin là anilin. Anilin là chất lỏng nhưng không dễ tan trong nước. Sai. Nha, benzen amin chính là anilin. Fructose là mất máu dính nước brom. Sai tiếp. Fructose không là mất máu dính nước brom. Dung dịch valin không làm quỷ tím đổi màu. Đúng. Valin thì có một nhóm COH và một nhóm NH2 nên nó không làm quỷ tím đổi màu là chính xác. Dê dầu mỡ động thực vật sau khi rán có thể được tái chế thành dầu diazen là sai. Có thể tái chế được nhưng mà không thể chuyển hóa thành dầu diazen được. Polymethyl methacrylate là chất rắn trong suốt có khả năng truyền cho ánh sáng, chuyển qua tốt. Đúng, chính xác. Mình có hai cái đúng, C và E nhá. C và E là đúng. Vậy mình sẽ có hai phát biểu đúng. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu 63. Câu 63. 63 đáp án gì nào các em? 63 nào.
Chúng ta chỉ còn hai câu thôi, câu 63 và câu 64. 63 đáp án gì ạ? Tiến hành các thí nghiệm sau, sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là điện phân Al23 nóng chảy, mình thu được Al một cháo. Cho dung dịch FeCl2 vào AgN3+ Fe2 cộng cộng Ag cộng tạo thành kết tủa Ag 2 cháo. Nhiệt phân hoàn toàn CaCO3 không thu được kết tủa. CO dư đi qua bột CuO nung nóng, mình thu được CuO 3 cháo. Zn vào Fe2 cộng dư thì thu được Zn2 cộng cộng Fe2 cộng, không thu được. Vậy ở đây mình chỉ có 3 anh thu được kim loại thôi. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A các em nhé. Bài câu 64, một câu thực tế cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Câu 64, một câu thực tế cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Dung dịch glucose 5% khối lượng riêng phản ứng oxy hóa 1 mol glucose tạo thành nhiệt lượng là 1 mol thì tạo thành nhiệt lượng. Một người được truyền một chai nước chứa 500ml dung dịch glucose, năng lượng tối đa số mol glu bằng này. Được chưa? Số mol glu đầu tiên lại 500ml mà khối lượng riêng là tương đây. Vậy mình sẽ có là 500 đây là m dung dịch, 1,02 là m dung dịch. Được chưa? Dung dịch glucose 5%, vậy là nhân với 0,05 là ra m chất tan. Chia cho 180 là ra số mol của glucose. Ok chưa? Vậy ta có này. 500 nhân với 1,02. Được chưa? Nhân với 0,05 bằng chia 180 bằng 0,1416. Hơi lẻ, để thầy để phân số đi. 17,120. Vậy giờ mình hỏi là năng lượng tối đa mà bệnh nhân nó nhận được. Đấy, Q bằng 17/120 nhân với 2803 thì bằng, anh này nhân với 2803 bằng 397,09 kJ. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, 397,09 kJ. Ok chưa? Ok chưa? Các bạn ơi, chúng ta vừa mới giải hết 64 câu luyện não sáng sớm cùng thầy Minh Merlin. Các em ạ, câu 55 FN, ừ FE3 cộng dư, FE3 cộng dư, ừ đúng rồi, chính xác đấy, FE3 cộng dư nên trong này nó phải có FE3 cộng, đúng rồi, thank you em. Phải có FE3 cộng nữa. Nên kết tủa chúng ta phải thu được cả FeH3 lần nữa. Đúng rồi. Đáp án đúng của chúng ta ở đây, sorry các em, đáp đúng chúng ta ở đây nó phải là đáp án A. Thank you nhá. Thank you. Thank you Vinamilk. Rồi. Hello hello hello. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là ủng hộ thầy Minh. Đề hôm nay thì chỉ có 65 câu thôi nhá. Nên là bạn nào mà muốn mấy câu dài dài này mà bỏ thì hơi phí nhá các em ạ. Mấy câu dài dài này mà bỏ thì hơi phí. Được chưa? Câu thực tế thì sẽ có 3 câu, có từ 1 đến 4 câu. Thi thật thì thực tế nó sẽ nghiêng về lý thuyết nhiều hơn nhá. Thi thật thì thực tế nó sẽ lý thuyết nhiều hơn. Bioga thì không vào đâu. Bioga khó vào lắm nhá. Bioga khó vào lắm các em ạ. Ok ạ. Có nhận định vô cơ mà thầy vừa chữa xong mà. Các bạn hỏi là thầy live vào những buổi nào? Sáng nào thầy cũng live vào lúc 5:15 sáng. Nhưng mà bắt đầu từ mai. Mai là thầy live cả buổi chiều nữa. Mai thứ hai đúng không? Thứ hai thì mai thì like cả buổi chiều nữa, chiến đấu sát cánh của các em. Ok ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi thầy Minh Merlin. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào 5:15 sáng liên tục từ hôm nay đến ngày các em thi. Không quên đặt vào nút chuông follow thầy Minh nhá. Chiều thứ hai, thứ hai là ngày đầu tuần, chiều thứ hai thì thầy sẽ like cho các em ở trong cuốn sách 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai của thầy Minh nha, thầy chữa tiếp phần đấy. 3 ngày liên tiếp thì sẽ like ở trong cuốn sách đấy, được không ạ? Rất là cảm ơn Playboy.
Thank you tất cả các bạn và các em. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng mai nhá. Bye bye, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng mai. Bye bye, sáng nào cũng thế, 5 giờ 15 phút nhá. Các bạn không quên follow thầy Minh Myelin để nhận được thông báo mỗi khi live. Bye bye, chào tạm biệt các em.